Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó là cài thêm fan, tức là fan chữ, nét chữ cho bộ Office trong quá trình mà các bạn thao tác với các văn bản. Thì thông thường khi chúng ta cài xong Office thì đối với phần mềm nó sẽ mặc định cái phông chữ ở dạng là Time Roman, nhưng mà nó sẽ không phong phú. Thứ hai là phông chữ Việt Nam là không có, và một số phông chữ Unicode. Vậy thì làm cách nào để chúng ta cài đặt thêm? Để cài đặt thêm fan chữ cho công cụ văn phòng thì trước tiên là các bạn kết nối máy tính của mình với Internet, sau đó các bạn mở trình duyệt tìm kiếm, các bạn gõ vào đây là fan, thì đây nó hiện lên là các loại fan chữ đây, thì các bạn sẽ bấm vào đây để các bạn tải về. Công cụ đổi phông chữ này, rồi là các cái công cụ khác, thì các bạn sẽ tìm đến cái bộ font đầy đủ. Rồi, fan full, bộ fan full tiếng Việt đầy đủ, các bạn bấm vào đây để các bạn sẽ download về. Khi download về máy xong thì các bạn nhớ rằng là chúng ta mở cái thư mục chứa cái file download. Ở đây mình download về USB. Mình bật USB lên. Đây là mình download về cái thư mục phone này. Thì ở đây mình đã download bộ phone ABC, Unicode, UTM và Whitney ABC. Vậy để cài đặt nó thì các bạn làm như sau. Bây giờ mình sẽ cài đặt từng cái thành phần này một. Mình cài đặt ABC phone trước. Chúng ta mở lên. Khi mở lên như này thì nó có một danh sách này, các bạn bôi đen. Ta bấm Cancel A. Ta bôi đen toàn bộ. Sau đó ta bấm chuột phải. Chúng ta chọn mục cài đặt Install ở trên này hoặc ở dưới này. Và như vậy là máy tính tiến hành cài đặt các cái bộ phone này cho các vào cái bộ Office của các bạn. Ở cái bộ phone này nó có khoảng là 105 phone. Tiếng Anh gọi là fan chứ. Cứ đọc từ tiếng Việt. Phông chữ hay là fans. Như vậy chúng ta cài đặt xong bộ chữ thứ nhất. Ta chuyển sang cái bộ thứ hai. Bộ Unicode này. Chúng ta cũng mở lên. Ta bôi đen toàn bộ bằng phím tắt Ctrl A. Bấm chuột phải và chọn cài đặt. Ta chọn ở đây hoặc ở đây tùy. Ở bộ phone này nó có khoảng 267 fan.
Thì trong quá trình sử dụng công cụ Office thì các bạn nên cài đặt thêm phông chữ. Nhất là việc các bạn cài đặt lại máy thì các bạn thông thường là các bạn sẽ cài đặt lại bộ phone. Việc tải các bộ phone chữ này thì hoàn toàn miễn phí. Cho nên các bạn cứ lên mạng các bạn search và các bạn tải về máy. Cái việc cài đặt phone chữ rất là đơn giản. Như vậy là mình đã cài xong cái bộ phone Unicode. Chúng ta tiếp tục chuyển sang cái bộ phone tiếp theo, bộ phone UTM phone. Chúng ta cũng mở lên và tiến hành tương tự. Ta bôi đen toàn bộ này, bấm chuột phải, chọn mục cài đặt, install. Nếu trong quá trình cài đặt mà nó có cái bộ phone sẵn rồi thì nó sẽ báo hiệu là chúng ta có cài đè hay không, thì các bạn cứ bấm yes hoặc là bấm next. À, như ở đây này nó báo này không thể cài đặt cái bộ phone này, các bạn có thể tích vào đây để không để cho nó hiển thị cái thông báo này nữa, bật đóng lại. Tiếp tục ta sang cài cái bộ phone nữa, đó là bộ phone Vietni ABC này. Cái bộ công cụ này thì cũng rất nhiều văn bản người ta dùng. Ta bôi đen và tiếp tục cài đặt. Mình cài đặt ở cái quyền cao nhất đi. Ở đây là nó có cái file có sẵn rồi, thì nó hỏi là bạn có cài đè lên không, thì chúng ta chọn yes. Ok, như vậy là việc cài đặt phone chữ rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ mở Word hoặc Excel lên để chúng ta kiểm tra. Đây, trong cửa sổ này các bạn bấm vào đây. À, như vậy là nó đã tích hợp cái bộ phone Việt Nam này. Các bạn kéo xuống.
rất nhiều các cái bộ chữ được cài đặt bổ sung vào đây. Như vừa rồi là mình cài thêm 4 bộ chữ đó. Đây có Việt Ni đây, đầy đủ luôn. Như vậy là việc cài thêm form chữ cho bộ Office rất là đơn giản. Mình chúc các bạn thực hành thành công. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, chia sẻ, subscribe kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.